con đi. Chia tay đi. Rồi cho gặp hồi đi, cho nó nói chuyện với nhau đi. Cho nói chuyện nhau lần cuối đi. Đi trước đi. Nghe đi ở đây không có mua được. Đi. Mà chờ nó đợi đi sao đó. Nghe hết chưa hả? Ừ. Thôi rồi. Kẹp vô. Kẹp chỗ nào đâu? Ngược lại. Cầm. Ngược lại. Dạ. Cầm lên nè. Vậy đó hả? Ừ. Kẹp cái ở. Được không? Có chỗ này đấy. Đang kẹp chưa? Được không? Đó, vậy đó. Chú Phan nói chuyện lớn tiếng này ha. Giờ còn mấy anh em mình thôi, mấy chú cháu mình thôi. Không gì lo. Không gì lo, không gì sợ ha. Lần Phan giờ anh thấy tình hình gì rồi sao anh Phan? Về trước đi, mấy tôi dì bộ giờ à. Để chợ tôi nó mất kìa. Hả? Anh ngồi anh về bảo giờ đi để nó mất rồi. Đâu có đâu anh, anh sao anh chung về chung với vợ anh được? Có, tôi đi đường này. Không, chút xíu con chở chú về. Thôi chở cho về. Nó còn mất kìa. Chút đưa anh về. Ừ. Chứ giờ đi cũng như tôi đi đường khác, nó đi đường kia. Ừ. Chút xíu con chở chú về. Anh chờ từ 8 giờ 8 rưỡi. Trước đi. Trước lại chiều cái anh về tới nhà rồi. Cho đi bộ về cũng được nhưng mà lâu. Anh chờ từ 8. Có về trước. Về trước đi rồi phanh đúng gì sao đi bộ gì cũng được chơi. Đường 8 đợi con 10 phút rồi đường 8. Rồi anh thấy tình hình như vậy sao anh Phan? Tình hình vậy thì mình chấm dứt vợ mình đi, không anh, có cho tới lui rồi. Anh buồn không? Buồn chứ sao buồn. Buồn ha. Buồn mua bộ anh buồn muốn khóc rồi hả? Khóc đâu mà. Khóc đâu mà khóc hoài vậy, khóc một lần hai lần thôi đâu khóc hoài. Thì biết rồi nhưng mà anh buồn lắm ha. Ừ. Trở về nè ha. Đó. Anh Phan buồn rồi hết mọi người. Chắc này anh Phan buồn. Tội nghiệp ha. Nhớ không? Phan ơi. Đó. Thấy trong lòng anh giờ nhớ không? Thì vợ thì luôn luôn là mình cũng lúc nào cũng nhớ vợ. Anh thấy là với này cái hiện là quan anh chở gì đó anh thấy cảm giác làm sao? Cảm giác thì thấy vợ mình như vậy thì cảm giác là mình thấy cũng hơi mừng đi. Về đó anh Dũng Tám lo thì sống với con với dì Tám, thì ăn uống cũng đầy đủ, không có bị cực khổ nắng nôi. Không bị hiếu ha. Thấy cũng hơi mừng chút đi. Để tôi về đi với tôi chẳng chấp vậy thì nó rất rất giảm lắm. Đó đau ốm gì đó. Tôi thấy cũng mệt lắm á. Ừ. Chú Phan bình tĩnh rồi chưa? Tôi cũng bình tĩnh rồi. Dạ. Nói chung thì chuyện gì đâu ra đó là từ từ giải quyết, không có gì nữa. Rồi bây giờ anh định hướng anh đi hướng nào không anh, hay là ở chỗ cũ? Ở chỗ cũ rồi cũng gì bến. Cũng gì bến ha. Chừng người ta có đuổi không mình cũng nói vậy đó. Ở chỗ đó rồi bữa hay bến gì bến cũng được. Đâu có ai đâu đuổi anh. Nhà của tôi ta cho ở mà làm gì chúng ta không cho ở. Đâu gì đâu được. Nhưng mà mấy nay đi làm mướn ha. Đi làm mướn làm cỏ rồi đó thì vợ nằm bệnh viện thôi để mình đi làm. Vì mình thấy khi mình cũng bớt nhớ vợ chứ mà mình cũng có công chuyện làm người ta vui vẻ rồi mình
người ta cũng lo cơm nước mình đầy đủ, nước nôi. Ở nhà mà không mần tao cũng nói nữa. Đi chơi thì tao nói mà mình mần tao không biết. Tao nói mình ở không, đi chơi nhậu không à. Tao không biết mình mần. Có người thì người ta cũng biết mần vậy. Người biết người không ha. Người biết người không. Ừ. Của người ta tao đối thừa không mần không à. Mà mình mần người ta không thấy mà. Mình mần người ta thấy thì người ta nói mình lo bằng ăn. Khi người ta mần đàng hoàng người ta cũng khen. Mần cỏ đồ mần cũng lắng lẫy. Ngày như ngày chứ. Hả? Mần được như ngày. Mần hai bữa à. Hai bữa rồi nghe vợ về rồi mần tính thăm vợ đó. Cái này không là mần được với tiền. Cái này hồi sáng là con Hiền. Chưa có cho tiền. Con Hiền nó kiếm anh tình cờ hai người gặp nhau phải không? Hai người gặp nhau tình cờ. Tình cờ ha. Ừ, gặp nhau. Rồi Hiền đó là gặp anh ở chỗ nào? Ở đường Cờ Đỏ đi vô. Lúc đó là anh đang ở trong nhà đi ra. Ờ, đi ra tới chùa Sáu Lúa rồi có cầu dĩ đó. Ừ. Bữa nay khiến gì tôi đi cầu dĩ. Ừ. Đi cầu dĩ rồi gặp mà vợ tôi chồng chạy ra. Vừa anh vừa gặp mà bé Hiền là cái anh cảm giác sao? Thì mình cảm giác là gặp vợ mình. Lúc đó anh có chạy lên ôm không hay là sao? Mừng lắm mừng lắm ha. Ôm cũng được mà bây giờ cặp kè nắm tay cũng được. Mà lúc đó cặp kè nắm tay hay ôm? Cái đó là cặp kè nắm tay nè. À, lúc đó cặp kè nắm tay là bắt đầu anh dẫn đi luôn đó phải không? Dẫn đi luôn đó. Chứ... Là lúc đó có nói chuyện gì với nhau không? Cũng nói mà ít. Nói sao lúc đó anh nói sao? Vợ tôi nói xàm xàm tôi nghe không được. Ừ. Nói em về cũng mừng nha rồi. Nói nhà anh cũng nhớ em ngày đêm. Nhớ ngày đêm luôn. Rồi nó nói nhiều quá tôi nghe không biết được cái gì nhưng mà mình cũng là cố gắng để mình qua thời buổi. Nó nói nhiều quá không biết nói chuyện gì nữa. Trên đời mà ngón tay cũng dài cũng dắt có người cũng tật. Bởi vì không biết nữa mình bắt lên mình. Chưa nhận hay rồi hồi sáng này là chú nói chung là chú gặp vợ thì mừng quá rồi hai người nắm tay dắt đi uống cà phê thì kia thôi phải không? Uống cà phê thôi thôi à. Rồi tại vì mình lúc mình đi thì mình không có định hướng rồi mình cứ đi hoài rồi cái nó lọt xuống tới đây phải không? Rồi nắng quá rồi cái mình vô góc xài mình ngồi cho mát ha. Ngồi nghỉ mát ha. Thật sự thì nếu mà chú muốn trốn thì chú đâu có ra ngoài mua nước làm chi. Rồi chú dẫn đi mất luôn rồi đâu có ngồi đây làm chi ở gần ha. Rồi hôm rồi anh đi đâu mà tụi em tìm không gặp chưa? Đi mần ở dưới á, chứ không có nhà. Mần ở chỗ nào? Vợ đi nằm bệnh viện, đi mần hả? Cái nhà lắm. Có tiền kiếm tiền ha. Rồi ngủ nhà người ta, ngủ dưới cầu không chừng đó. Đi mần cỏ ha. Mần cỏ, có hôm này mới về nhà ngủ á. Nhà ngủ rồi gần cà gáy luôn rồi. Mà cũng hên cho anh về nhà anh ngủ rồi nó gặp vợ chứ. Sáng. Sáng? Sáng rồi gặp vợ, đi tính đi Cờ Đỏ. Mình cũng tính vô thăm vợ cái đi. Mình thăm vợ hồi hộp. Ai nói vợ về? Tôi đi mần cỏ rồi nghe mà chỗ chú quán người ta nói người ta nói mời lên mạng hỏi ổng rồi rồi nó hình như là nghe vợ về rồi cái mình nghe cũng có cái tin mừng thôi mà bỏ viết cho rồi đâu mình vừa thăm vợ chứ người ta bắt ở đó hoài trời bắt cái chỗ hoài mần coi gì chứ cực lắm mần rồi mình viên tao mới chịu đó còn phải rửa chén gấp nhà tao mới chịu rồi, ăn con chúa rồi muốn hố có tối ngày thôi bây giờ thì anh cũng cố gắng mà lo